Thưa quý vị, trong 10 ngày qua, trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ việc kẻ xấu dùng thuốc diệt cỏ hạ độc cả một cánh rừng thông gần 20 năm tuổi, khiến cho hàng ngàn cây thông chết đứng. Đây là vụ hủy hoại rừng lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này, và mục đích là để chiếm đất sản xuất. Hiện trường vụ việc xảy ra tại tiểu khu 292, địa bàn xã Tân Thanh, thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai quản lý. Khu vực này là diện tích rừng thông được trồng cách đây gần 20 năm, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những cây thông lớn có đường kính gốc từ 25-40cm, mọc san sát nhau, nhưng tất cả đều bị đầu độc, đốt cháy, chết đứng. Tại hiện trường, số lượng cây thông bị chết trong khu vực lên tới 3.000-4.000 cây san sát nhau. Rải rác trong rừng là những cây nhựa màu trắng đục đã bị bóc đi phần nhãn mác bằng giấy, phần dập nổi của nhãn hiệu Thanh Sơn, trông giống như vỏ loại thuốc diệt cỏ vẫn được sử dụng trên thị trường. Được biết, tiểu khu 292 có khoảng gần 60 hectare rừng trồng của công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai là còn trụ lại được tại khu vực này. Các diện tích rừng tự nhiên khác xung quanh đó đã bị lấn chiếm để làm nương rẫy từ nhiều năm nay mà chính quyền địa phương không thể kiểm soát nổi.